Thầy chẳng qua chỉ là một ông thầy tu thôi, rồi lâu lâu thì làm thêm ông thầy giáo. Nhưng mà quý Phật tử thì quý mến, rồi quý cô ở đây cũng mến, cho nên là giới thiệu là nổi tiếng chứ cái đầu trọc lóc mà nổi cái gì, phải không? Mình đi tu có gì đâu mà nổi. Nhưng mà chỉ có một điều là thầy chỉ dụ được bà già với nít. Hồi nãy sư trụ trì có nói đó, nói con coi bóng mây con còn khóc, chứng tỏ là sư dễ mũi lòng. Quý vị ở đây đa phần là coi băng đĩa của các thầy nhiều, cho nên là về vấn đề nhận thức cho sự tu học của mình, thầy nghĩ rằng là quý Phật tử đã có căn bản. Nhưng mà bây giờ xin phép hỏi quý Phật tử một câu nè, mình tới đây mình tu tập có thật sự là chúng ta thấy an lạc không? Thiệt không? Vậy mà kiếm chỗ nào có gốc cột ngồi, xí cái chỗ nào dởm mặt ông thầy cho nó rõ nữa. Có không? Có dành chỗ không? Đừng nói không, có hết. Chúng ta tới chùa chúng ta tu an lạc là chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng sau khi chúng ta rời khỏi đạo tràng, chúng ta trở về với gia đình, quý vị có thấy an lạc không? Có không? Không tin. Thầy không tin. Tại vì sao? Tại vì nếu có an lạc thì không có những Phật tử mà gọi điện thầy ơi con khổ quá, hỏi khổ làm sao bây giờ ổng mê con quỷ đó rồi. Có an lạc không? Đó. Rồi thầy ơi con khổ quá, con đứa con bây giờ nó cũng không nghe lời con, nó nghe lời người ta nó bỏ nhà nó đi rồi. Khổ không? Thầy ơi con khổ quá, có nhiêu tiền cho mượn chúng giật hết rồi. Mình tu ở đạo tràng mình an lạc, đây là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà rời khỏi đạo tràng, chúng ta trở về với đời sống thường nhật, chung quanh tất cả người thân ở tại gia đình mà chúng ta được an lạc, đây là một điều không phải đơn giản. Quý vị có đồng ý là mình vẫn còn phiền não không? Còn nhiều không? Đương nhiên rồi, nếu mà còn ít thì nghe thầy phải nắm áo quý vị. Tại vì chính thầy đây còn phiền não, đừng nói chi quý vị. Những cái phiền não chúng ta cứ nghĩ như là nó không có đầu, nó không có đuôi, nó không có nơi khởi thủy và cũng không có chỗ để kết thúc. Rồi mình đổ thừa, tự nhiên cái là đổ chuyện xuống, tự nhiên ở đâu nó nhào chuyện ra, làm cho mình phải căng thẳng, làm cho mình phải phiền não, làm cho mình không ăn được, không ngủ được. Như vậy làm thế nào để cho chúng ta có thể tìm được sự bình an giữa muôn trùng những phiền não đây? Vâng, để giúp quý vị có một quan điểm nhỏ trong đời sống tu học, hôm nay thầy xin phép trình bày với toàn thể đại chúng của đạo tràng Phô Ô qua chủ đề chế ngự phiền não. Chế ngự phiền não tức là chúng ta có thể tóm thâu được phiền não và mình đè bẹp phiền não xuống, gọi là chế ngự phiền não. Cái chữ chế tức là mình nắm nó lại, mình túm nó lại, gọi là chế, giống như khống chế đó. Ngự tức là chúng ta làm cho nó không còn nhúc nhích được, này mới nắm nó còn dễ dùng ha, là này mình đè nó xuống, nó mà chót chét mình giả vô mặt nó. Chế ngự phiền não là vậy, tức là nắm được phiền não và không làm cho phiền não có cơ hội để phát sinh, cái đó gọi là chế ngự phiền não. Nhưng mà muốn chế ngự phiền não thì trước hết chúng ta phải biết nhận chân cho được phiền não là gì. Giống như mình muốn hết bệnh thì mình phải biết mình bị bệnh gì, phải không? Mình phải biết mình bị bệnh gì thì mình mới hết bệnh được. Bác sĩ đó muốn chữa hết bệnh cho bệnh nhân là phải chẩn đoán chính xác bệnh lý,
rồi mới đưa ra giải pháp là dùng thuốc gì, rồi phải ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt ra làm sao để bệnh có thể giảm. Chúng ta muốn chế ngự phiền não, trước hết chúng ta cũng phải nhận diện phiền não. Theo quý vị thì mình có bao nhiêu phiền não? Xin phép hỏi anh trước đi, anh có bao nhiêu phiền não? Dạ, anh đứng lên anh trả lời cho đại chúng nghe kìa. Đây là bài học sống nha. Dạ, mô Phật với đại đức giảng sư. Nếu mà đại đức hỏi con về vấn đề phiền não thì con cũng nói thật là trong lòng cũng có nhiều phiền não. Anh chứ... kể cho thầy nghe ba thứ thôi, chứ nhiều quá nghe không nổi. Dạ, trước tiên là phiền não về cái tâm. Phiền não về cái tâm. Dạ. Cái tâm anh bị gì mà phiền não? Vì cái tâm mình là còn ở ngoài tại gia, biết tu hành nhưng mà cũng có những cái ở ngoài trần, nó cũng có những cái cám cảnh cho cái tâm mình, nó có sanh những cái chuyện mà không được tốt. Không được tốt là sao? Thí dụ như mê cờ bạc, mê rượu chè, hay là mê ấy. Ai cũng biết là phiền não từ cái tâm rồi. Đó, ai cũng biết là phiền não từ cái tâm. Nhưng mà tâm mình á là nó đang bị phiền não bởi cái gì? Thí dụ như làm ăn thất bại đó, hay là tình nghĩa nó không có còn được vẹn tròn giống như ngày đầu gặp gỡ ấy à. Dạ thưa thầy, nếu mà nói vấn đề mà về cái tệ nạn thì con là người tại gia nhưng mà cũng biết tu hành, thật ra con không có. Nhưng mà nói rằng phiền não về tâm mình đó là về những cái chuyện mà cái ước muốn mình mà mình không được. Chẳng hạn như là bây giờ thí dụ như con muốn thường xuyên đi chùa, nhưng mà cái công việc mình đi làm thì cái giờ mình làm, giờ mình rảnh thì không có đi được. Muốn lại đi lại nghe những buổi thuyết pháp của mấy đại đức thì giờ mình làm không đi được. Cái đó là một cái, có là một cái phiền não của mình. Đó là cái phiền não của con thấy là ước muốn mình chưa được. Và cái thứ hai nữa thì cũng vấn đề mà ở ngoài cảnh đời, vấn đề gia cảnh thì nhiều khi con cái nó chưa có giác ngộ, chưa có duyên Phật pháp. Bây giờ như con muốn mà có những băng đĩa cho con cái nó nghe, nhưng mà cái sự trần ở ngoài nó cám dỗ nhiều quá, không muốn nghe được. Thì con không nghĩ rằng tới đó là mình không làm tròn, cái đó mình làm tròn, nhưng mà tại vì chưa có duyên để mình giác ngộ con cháu. Và một cái nữa là cũng như là cái tâm á, nhiều khi mình muốn được là trong gia đình khuyên dụ, không hay là kêu gọi tất cả những con cái, nhưng mà cũng nghĩ rằng cái đó cũng là do cái tâm mình phiền não, mình cũng còn có những cái mà không trọn vẹn nên nó xảy ra những cái mà ngoại cảnh như vậy. Theo thầy nghĩ anh kể nãy giờ thì chưa phiền não lắm. Chẳng qua là anh muốn mà nó chưa có được. Mà cái muốn của anh cũng không đến nỗi là nó xấu, phải không? Anh chỉ cảm thấy khó chịu một chút thôi, chứ chưa đến nỗi phiền não. Thí dụ như là người kia sang ngang, rồi tiền bạc không có, con cái cãi cọ, cho nên cái phiền não của anh nó có chút xíu. Thôi ngồi xuống. Cảm ơn anh đã tràn trong tràng vỗ tay đi. Cái phiền não của anh này á thì gốc vẫn là phiền não, nhưng mà thực chất đối với đời sống thường nhật chưa là phiền não. Anh á là chẳng qua là anh muốn đi chùa mà anh vì công việc anh đi không được. Trong này có nhiều người muốn đi chùa chồng cấm đón không cho đi kìa, thậm chí còn đập còn đánh, cái đó mới là phiền não. Nó còn anh tu, anh muốn coi văn đĩa, anh muốn vận động người khác coi, mà 10 người có 5 người coi vậy là nhất rồi. Có người mở đĩa lên chồng tới đập luôn cái tivi, mày mê thầy chùa hay mày coi hoài, cái đó mới là phiền não. Anh đồng ý không? Cho nên phiền não của anh ấy có chút xíu à, nó phiền não nhiều đâu. Được rồi, cảm ơn anh. Dù sao anh cũng nói thật cái lòng của anh, nhưng mà xin được thay mặt đạo tràng gửi lời chúc phúc cho anh. Anh sống đời sống tốt rồi đó. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ xin mời một cánh tay khác.
mời bác ngồi hàng thứ ba đây. Giờ bác có thể nói cho thầy biết ở trong cuộc sống bác có những cái gì mà bác cảm thấy phiền não. Không phải là cái này là chuyện ở trong nhà đem ra ngoài đường nói, nhưng mà mình nói để mình biết được mình đang bị bệnh gì thì mình mới có khả năng trị hết bệnh. Và bác có thể đứng lên ạ, hay là quỳ lên cho nó rõ. Cầm cái máy kê sát cái miệng bác nói cho mọi người nghe. Một Phật sinh xá. Thì bây giờ bác phiền não về cái gì? Ai kêu bác phát biểu, người ta hỏi thì sao trả lời như vậy? Trời ơi, bây giờ bác có phiền não gì trong cuộc sống của bác không? Tức là điều gì mà làm cho bác cảm thấy canh cánh nhất trong lòng, và mỗi lần khi nhớ tới bác có thể không cầm được nước mắt? Cái đó gọi là phiền não đó. Đó là con, cái phiền não của con là rất là nhiều, lớn nữa. Nhiều mà còn lớn nữa. Cỡ anh này không? Thôi nói một thứ thôi. Dạ. Cái gì mà làm cho bác phiền não nhất trong cuộc sống này? Không có vàng nè, không có nhà, tức là không có nhà ở là phiền não nhất, tức là phải ở đậu, phải thuê chỗ ở, ở nhờ thầy, ở nhờ người ta hả? Dạ. Sao bác không vô đây chùa này ở? Dạ, con còn còn gia đình. Gia đình là gì vậy? Mấy chục năm được rồi vô chùa. Cứ nói thẳng với mấy người đó, bây giờ tôi mệt rồi, tôi ở mấy chục năm tôi mệt rồi, giờ tôi vô chùa chịu không? Dạ không được. Bác dám nói không? Dạ không. Thấy không? Dạ. Biết phiền não nhưng không rút chân ra khỏi phiền não, đây là nỗi khổ nhất cho tất cả chúng ta trên con đường học đạo. Vâng, cảm ơn bác. Thôi đừng có khóc. Có chỗ ở nhờ là nhất rồi, có người còn nằm ngoài công viên kìa, nằm ở dưới gầm cầu kìa, ta còn khổ hơn nữa đó. Kính thưa cùng tất cả chúng hội, qua cái sự bày tỏ của hai vị Phật tử trong đạo tràng thì quý vị thấy đó, phiền não thực ra nó thực tế lắm trong cái cuộc sống này. Mình đến chùa, thầy biết tất cả quý Phật tử là tạm thời gác lại những ưu tư, những lo lắng trong cuộc sống của mình. Như bác này thì không có cái nhà, chung quy cũng là do không có tiền, phải không bác? Làm ăn thất bát, rồi cộng thêm con cái nó không chí thú, rồi gia đình người thân, thí dụ như chồng hoặc vợ cũng không có hết lòng, hết trách nhiệm, cho nên cuối cùng từng tuổi này mà còn phải ăn nhờ ở đậu. Tôi khi nghĩ cũng tuổi thân, phải không? Con người ta sống thì có cái nhà, chết thì có cái mồ. Cho dù đó là cái chòi tranh vách đất, nó cũng là cái nhà, một cõi riêng của mình. Còn ở chung chạ, ở nhờ người khác thì cái tâm trạng nó khổ lắm. Rồi còn anh này thì khổ là gì? Anh muốn mà không được, muốn đi nghe thuyết pháp cũng không được, tại vì mất đi làm ăn, mất đi công việc, nói đơn giản là mất đi kiếm tiền, phải không? Thầy có nói câu đó, cái có mấy Phật tử nói trời không có tiền sao tu thầy. Trả lời thẳng vậy đó, không có tiền sao tu, thầy nói mắc mới vậy, không có tiền không tu. Vì quý Phật tử đó nghĩ rằng có tiền mới có thể đi tới chùa được, rồi có tiền mới có thể đi bố thí, đi phóng sanh được. Thầy nói người ta có tiền, người ta bố thí, mình không có tiền thì mình làm gì? Mình ngồi mình niệm Phật, phải không? Người ta có tiền, người ta đi phóng sanh, mình không có tiền thì mình ngồi mình lần chuỗi mình niệm Phật, công an có bắt đâu. Chứ đâu phải tu là phải đi bố thí, phải đi cúng dường, phải đi phóng sanh, là phải đi xây chùa, là phải đi làm tất cả những chuyện mà có đụng tới tiền. Không nhất thiết là như thế. Chúng ta có thể ngồi nhớ lại tất cả những buồn vui của cuộc đời của mình trong khoảng thời gian qua, và mình nhìn nó một cách trung thực. Vì sao chúng ta đi qua một chặng đường dài, sống hết lòng với người thân mà mình vẫn chịu khổ đau? Đó cũng chính là tu tập. Cho nên tất cả quý Phật tử
đừng có ngại trong cái chuyện khổ đau. Vì có nhìn thấy khổ đau thì chúng ta mới có được cái tâm thôi thúc để bước ra khỏi khổ đau. Nói như thế không phải là chúng ta lì, chúng ta chấp nhận khổ, mà vì chúng ta rút chân không ra được. Biết khổ và vẫn không ra được. Giống như bác này đó, không có nhà, chứ giờ kia vô chùa cái cũng đâu có vô được. Khơi khơi vậy đi chùa sao được, còn biết bao nhiêu mối lo. Còn con cái, có đứa thì có tiền, có đứa không có tiền, có đứa chưa lập gia đình, nghề nghiệp nó không ổn định, cuộc sống long đong làm sao vô chùa tu được, phải không? Cho nên đến đạo tràng tu tập đây thực sự chỉ là cái bề mặt bên ngoài thôi. Bên trong nội tâm vẫn còn trĩu nặng những lo toan, những phiền muộn trong cuộc sống của mình. Quý vị đồng ý không? Đó là chỉ nói về một mặt vật chất thôi. Chứ thậm chí thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới chùa kìa, tới chùa thầy tu xong còn xin ở lại ngày, mà chùa thầy thì đâu có cho nữ ở lại. Thầy hỏi lý do vì sao? Con buồn lắm thầy, con không biết con làm lỗi làm gì mà ổng đi riết, ổng không về, rồi nghe đâu bây giờ có hai ba người con với người đó rồi. Có nhiều khi đi chùa cũng vì tình cảm, chúng ta không có thể kềm nén được nữa cái cảm xúc khi mất đi tình cảm dành cho người thân. Nói với ai nghe được, nói ra thì xấu thiếp hổ chàng, phải không mấy chị? Cho nên cuối cùng thôi thì đem tâm sự này gửi vào cửa thiền. Ông Phật ông nghe riết ông cũng cắn lưỡi ông chết. Ai cũng buồn phiền, ai cũng khổ sở hết. Phiền não mà cái tình cảm theo quý vị nó khổ hơn về vật chất hay là nó khổ ít hơn? Quý vị xem phim nhà giàu cũng khóc chưa? Trong đây có ai nhà giàu cũng khóc không? Nhiều. Nghèo khóc là bình thường mà giàu cũng khóc. Điều này có nghĩa rằng tiền chưa phải là giải pháp đem tới sự bình an cho chúng ta, mà tình thâm trong gia đình, cái tình cảm đó mới làm cho mình cảm thấy khổ sở nhất. Như hôm qua đó, có một người mẹ dẫn một đứa con tới nhờ thầy dạy giùm, là đứa con này nó yêu cầu ba mẹ nó phải ly dị. Không ly dị nó đi bụi đời, mà nó con gái mới 13 tuổi đi bụi đời kiểu gì. Mà nó lớn lắm, 13 tuổi thầy thấy nó chắc bằng 18 tuổi, nó cao, nó to, nó bự lắm. Rồi mẹ nó không chịu, mẹ nói ba nó đâu có lỗi gì đâu, phải nó bây giờ phải chọn, một là chọn ba nó, hai là chọn nó. Mà không hiểu lý do vì sao nó không đồng ý ba nó sống trong gia đình. Sau khi thầy nói chuyện với nó, thầy mới tìm hiểu ra, mới biết là vì ba nó cấm đón nó chơi bạn bè, và đặc biệt nó có bạn trai. Nó có một người bạn 18 tuổi mà anh chàng này thì lại là la cà quán xá, coi như thành phần xấu. Ba nó cấm đón nó, mới tán nó một bạt tai thì phải, cho nên là nó không đồng ý. Và mẹ của nó nói cái gì đó, nó yêu cầu mẹ nó cái gì mà mẹ nó không làm, thì nó lấy dao nó rạch lên tai nó một đường. Hai câu trả lời, không cần trả lời, hai cái tai nó rách nát hết. Quý vị thử nghĩ nữa. Thầy mới nói nó bây giờ làm cái đó nó có cảm thấy cảm giác như thế nào, nó thấy nó vui. Trời, nó trả lời vậy đó. Mà nó lì con gái, mà nó vừa lì mà nó như vậy, thầy nghĩ con nhỏ này tiêu rồi. Thầy mới nói bây giờ đó, con cứ đem những cái vết cắt này đi hỏi một người nào mà nó thương nhất, nó mến nhất, nó quý nhất và nó tin nhất trong cuộc đời, coi con người nó nhận những cái vết rạch này trên tay nó có đồng ý không. Nó nói miễn sao nó vui là được. Nó thì muốn tự do, nó không muốn ba mẹ nó quan tâm tới cuộc sống đó. Nó nói trước đây thì nó muốn ba mẹ nó quan tâm, bây giờ nó không muốn nữa, tại vì ba mẹ nó quan tâm chừng nào nó bực mình chừng đấy, cho nên bây giờ nó muốn đi ra khỏi nhà. Thầy nó 18 tuổi con có quyền đi, nhưng mà dưới 18 tuổi con không thể đi đâu được, vì trẻ, vì thành niên phải có sự bảo hộ, không có cha mẹ phải có chú bác, phải có người bảo hộ, nếu mà đi ra ngoài là không có được, pháp luật là như vậy. Người mẹ không biết phải làm sao.
rồi nó ra hạn cho mẹ nó là từ đây cho tới 12 giờ đêm mẹ muốn nói gì mẹ nói với con, qua 12 giờ đêm con sẽ không bao giờ nói chuyện với mẹ nữa. Báo cho mẹ nó biết vậy. Quý vị thấy phiền não không? Bây giờ mình lâm vào cái hoàn cảnh con của mình nó còn nhỏ, nó mới có mười mấy tuổi mà nó nổi loạn, nó muốn quậy phá như vậy, thì quý vị nghĩ coi nó khổ đến mức nào trong đời sống tu tập của chúng ta. Quý vị tới chùa niệm Phật yên lòng không? Thầy nghĩ không có yên rồi. Bây giờ quý vị ngồi thiền có thể tĩnh tâm được không? Còn đầy dậy những mối lo đó thì chúng ta tu như thế nào đây? Con cái đã làm khổ mình vậy, huống chi là chồng là vợ thì khổ tới mức nào nữa, phải không? Cho nên thưa tất cả quý Phật tử, thầy nghĩ cái vấn đề mà khổ về tình cảm đó thì quý Phật tử rành nhiều hơn các thầy các cô ở trong chùa. Khổ nhiều. Cái khổ nhất là chúng ta gặp cảnh phũ phàng, hoặc giả là chúng ta mơ ước thật nhiều nhưng mà sự thật thì không có bao nhiêu. Khi gặp chuyện rồi chúng ta mới thấy là mình giống như bị lầm, mình bị hố hàng, giống như Lam Phương viết vậy đó, quý vị thấy không? Tôi đã lầm đưa em sang đây để giờ đây nghe tiếng thở dài. Quý vị biết khi thầy nghe cái khúc hát đó ở trên xe, thầy có lúc thầy đi xe đò thầy nghe hát, thầy thấy sao ông này cũng viết hay quá. Tại vì nghĩ là người đó tới, mình gặp người đó mình sẽ vui, mình sẽ hạnh phúc. Vì khi mình chưa sống chung đó, mình sẽ có những cái ước mơ, toàn là giấc mơ hồng. Khi đụng chuyện rồi, gặp rồi mình mới thấy là mình lầm, phải không? Có hai vợ chồng anh chị đã gây lộn trước mặt thầy luôn ở trong chùa đó. Mà thầy thấy là có học nha, người có học thức lịch sự lắm đó. Chị mới nói con nói thiệt cái thầy á, họ đó đó lịch lãm lắm, ít nói lắm. Còn bây giờ đó hả, nói chuyện lạp xạ từ sáng tới tối mà ở dơ như quỷ. Thầy nói hồi đó có ở dơ không? Nói không, hồi đó thơm tho sạch sẽ, đi ra đường bóng bẩy lắm. Bây giờ ở dơ con riết rồi, con dọn con chịu không nổi. Anh chồng thì cằn nhằn lại, nói thiệt cái thầy hồi đó nghe thì hiền lành, con tưởng nó lại nghe là nữ sinh, té ra rước về mới biết mình trúng nhầm nữ tặc. Hai vợ chồng cãi với nhau rồi kể với nhau nghe, thầy tự nhiên thầy nghĩ hồi xưa hồi gặp nhau toàn là 10 điểm không, phải không? Có nghĩa là chúng ta luôn hướng về nhau bằng những cái đẹp mà chưa chuẩn bị để đón nhận những cái xấu. Cho nên khi về gặp những cái xấu rồi chúng ta phiền não. Bây giờ ai là người gỡ phiền não cho mình? Đó, cái chị vợ chứ, nó con nói thiệt với thầy, ổng mà ngủ xuống ấy, con tưởng nó còn lạc vô cái xưởng cưa cây mà âm vậy. Thì chỉ có một cách quán tưởng thôi, mình đừng có nghe đó là tiếng của máy cưa cây mà mình nghe tiếng như tiếng chế linh hát vậy. Con dễ ngủ không? Dễ ngủ không? Quá dễ ngủ. Mà vợ bà nói thì mắc cười quá là mắc cười đi. Tức là bà khai ra luôn, bà nói đã vậy mà còn mê gái nữa. Nó bực cái mình. Cho nên á, ai mà rước đi á, có ăn mừng cái nhà này cho được bình yên. Giận quá nói như vậy chứ thực ra người khác rước cái bắt đầu ngồi đây khóc. Đó là những biểu hiện của phiền não giữa cuộc sống đời thường. Chúng ta là Phật tử, chúng ta có thoát được những cảnh này không? Chưa thoát được chứ phải không? Đừng có khép lại cánh cửa, đừng vội quay lưng với cánh cửa đã khép. Bởi vì một cánh cửa đã khép đồng nghĩa với một cánh cửa khác được mở ra. Chúng ta phát tâm tu tập đó, phiền não này chúng ta vẫn chưa thoát được. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể sống yên với lại phiền não, sống có thể là không có bị dao động từ những phiền não này? Đây là một bài toán hết sức là rắc rối để đi tìm đáp án. Thầy mới nói với cái chị đó, thầy mới nói đối với thầy thấy bình thường. Hễ mà ổng ngáy thì thầy nói là chế linh hát.
Hải mà ổng đi du hí với lại bạn bè quán xá La Cà, thì thầy nghĩ giống như là ổng đi làm chuyện gì đó cho mình, đi mua bó rau bó hành vậy cho nó khỏe. Nghĩ như vậy tự nhiên đầu nó khỏe. Rồi ổng mà quăng dài dép này kia cái nọ đó, thì mình rảnh thì mình dẹp, còn không rảnh thì thôi. Mà khi nào mình dẹp thì mình hoan hỷ, nó mình bóc cái đôi giày mình bỏ vô cái kệ, mình đọc câu thần chú liền: nguyện cho ai mang giày này kẻ đó mau thành Phật. Không chén bát ăn không chịu xếp vô thì bắt đầu mình đi xếp, mình dọn nó ra, mình nói luôn: nguyện cho ai ăn chén này kẻ đó mau thành Phật. Quý vị làm được không? Phải làm. Tại vì nếu mình không nói được câu đó, mình sẽ nói những câu khác nghe không được. Mà nghe không được nhiều lần nó sẽ thành cái thói quen. Cho nên ông chồng nó nữ tặc là như vậy. Nó trời hồi đó hiền lắm nha thầy. Còn bây giờ nghe nói chuyện toàn là muối không, không có đường. Thầy nói bình thường. Chuyện nó bình thường, mình có thể mình hóa giải được bằng một quan điểm mới. Cái chị chứ thầy không có chồng cho nên thầy không có biết. Có chồng nó khổ lắm. Phải không mấy chị? Tự nhiên đem nói một câu xanh dờn: thầy không có chồng thầy không biết khổ. Lãng dễ sợ. Quý vị thấy khổ không? Đối với thầy, thầy nghĩ khổ một chút thôi. Chính cái khổ đó, nó là nguyên nhân để kích phấn cho chúng ta tìm ra được những biện pháp để đối diện với khổ. Mà khi tìm ra được biện pháp, chúng ta thực tập biện pháp, đó gọi là quá trình tu tập. Thì như vậy chúng ta muốn giải thoát phiền não thì phải nhận cho ra được phiền não. Mình thì có cái cách xử lý là né tránh phiền não, đúng không? Thí dụ như hai vợ chồng gây lộn thì mấy anh làm gì? Như chú có gây lộn với bả lần nào chưa? Không, hỏi lại quá khứ vàng son ấy. Từ xưa giờ không gây lộn lần nào hết hả? Thiệt luôn á hả? Giận chút rồi hả? Rồi lúc giận bác làm gì? Bỏ đi đâu? Xong rồi trở về, đúng không? Nhưng mà khi đi ra ngoài đó, bác có cảm thấy thoải mái không? Rồi trở về gặp lại cái mặt của bà chầm dậm đóng rồi, bác có thoải mái không? Khi trở về rồi gặp cái mặt của bà lẫy giận giận vậy rồi mình có thoải mái không? Bà hết giận. Mà hỏi thiệt, lúc gặp lại có mắc cỡ không? Chứ thầy là mắc cỡ lắm á. Tự nhiên cái lộn xong rồi cái giờ cái gặp lại cái năn nỉ thôi mà mình ơi, trời ơi ghê quá. Không có vụ mà mắng nỉ, tại vì mình không có cái sai trái gì sao. Không có sai trái. Xấu xa hết, thành ra rồi cũng giận nhau gì. Cái nghèo cái giàu đồng tiền đó chút xíu vậy thôi. Chứ phải chi mà mình có vợ lớn vợ nhỏ này kia thì thấy cũng hơi khó. Giận lâu, cái đó giận lâu lắm. Cái đó giận lâu lắm. Chứng tỏ là có giận nữa không? Có kinh nghiệm nữa không? Không, cái đó thì thấy nghe thì chết rồi. Vậy là Phật, thôi được rồi, cảm ơn chú. Quý vị thấy đó, tâm lý chúng ta trong gia đình mà gặp chuyện gì căng thẳng chúng ta bỏ đi. Chứ mình ngồi đó một lát là cháy nhà, phải không? Bỏ đi là một giải pháp tốt, nhưng nó chỉ là giải pháp hiệu quả nhất thời, chứ không thể lâu dài được. Ở đây á, nó hay ở chỗ là khi giận chúng ta im lặng. Im lặng nhưng mà không phải là chúng ta không nói là nó hết chuyện. Có người im lặng nhưng mà rồi hãy đợi đây, rồi đây mình sẽ biết tay ta. Phải không mấy chị? Mấy chị không nói thì mấy chị bắt đầu khóc. Tâm lý mấy cô là vậy, khóc. Cho nên có cái anh ấy: con sợ nhất nước mắt của vợ con. Thầy hỏi ảnh sợ nhất cái gì, ảnh nói con sợ nhất nước mắt của vợ con. Khóc rồi đó là thầy biết, cái khóc 3 tiếng đồng hồ vẫn còn khóc, mà ngồi thúc thích khóc hoài. Khóc kiểu đó không tàn bạc sao được. Mà khóc xong rồi còn kể nha. Kể chuyện đời xưa, cái chuyện ngày đầu gặp gỡ cho tới bây giờ mấy mươi năm ông làm khổ tôi ra làm sao, kể hết. Nghe xong ông thầy, ông chồng ông là ông muốn chết luôn, mà cũng cứ kể hoài, rảnh rảnh kể chuyện đời xưa cho ông nghe. Đức Phật nói
cái niềm vui đó khi mình tránh phiền não, mình né mặt trước những căng thẳng, niềm vui đó có nhưng nó mong manh, cũng giống như người mà bị tội tử hình tuyên án thì tuyên án chung thân, thì cái người đó họ mừng lắm, họ nhảy tưng tưng lên, trời tôi không phải chết, tôi không phải chết, vui lắm. Nhưng mà khi bị lính áp tải trở về trại giam thì biết rằng cả cuộc đời mình không thoát khỏi bốn bức tường thì cũng chết. Nhưng mà chết chậm, biết mình chết chậm mình vui lắm, cái vui đó nó mong manh, cũng giống như là chú vậy đó, giận quá không biết làm gì, đập cái ly hay là đá vào cánh cửa cái rầm, hoặc là nạt cầu mệt quá, bực mình quá rồi bắt đầu đi hát karaoke, đi kiếm chiến hữu luyện lam lạm ly, hay là kiếm bạn bè tâm sự. Tất cả những cái đó thưa đại chúng nó hiệu quả lắm, nhưng chỉ nhất thời thôi. Xong rồi trở về lại, cho nên nãy thầy hỏi chú đó, xong rồi trở về lại thì mình vẫn tiếp tục với cuộc sống và đối diện với phiền não. Nếu cái người đối diện mình mà có lòng bao dung thì chúng ta sẽ thở phào. Nhưng mà mình về mình lén lén cái lâu lâu cái mình liếc coi cái mặt của bà làm sao, tươi hơn không? Phải không chú? Hay là sụ sụ đó là mình biết rồi, chiến tranh lạnh chưa kết thúc. Vẫn phải đối diện với phiền não. Cái đó chuyện lớn nữa chứ đừng nói. Nhưng mà bây giờ là vậy đó. Ta thấy phụ nữ cũng vậy, giận chồng bây giờ cũng đi uống rượu. Uống rượu xong còn mà đặt đi vô chùa nữa chứ. Vô chùa bắt đầu nó giải bài tâm sự mà nói với ai, nói cho ông thầy nghe, ngày ba người nói ông thầy là ông chết rồi, tẩu quả nhập ma rồi. Ta thấy giờ sao có nhiều người có chọn cho mình những cái giải pháp kỳ quá, giận chồng cái đi nhậu. Thầy nói trời đất, cái phụ nữ mà cũng uống rượu nữa hả? Thì mấy cô nói vậy chứ đàn ông uống được mà tại sao phụ nữ không uống được hả thầy? Tại thầy thấy dữ quá, thầy nói A Di Đà Phật, được được được, uống đi con, uống đi, uống đi, uống xong rồi mày chết. Đâu dữ quá là mình biết ngay người ta đang gặp phải một cái cảnh tình rất là bức xúc. Những vị đó thường ngày đến chùa hiền lành, rất là tốt, nhẹ nhàng tu tập, nhưng khi đụng chuyện rồi mới thấy được là họ có thể tạo nghiệp bất kỳ lúc nào khi không bình tĩnh để hóa giải phiền não. Đó, như vậy Phật tử đó, bao nhiêu tiền để dành dụm để đó, té ra ông chồng lấy hết luôn, lấy hết tiền cho một cô gái kia, rồi hai người biến đi nước ngoài luôn, lấy cả chục tỷ đồng, cho nên thất vọng. Chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền mà bây giờ lại buồn phiền, tức là nơi nương tựa không còn, và tình yêu thương dành cho người đó, người đó không đáp ứng lại, lại còn sang ngang, thì sống trong cảnh đó thầy thấy khổ thiệt. Thường ngày tới chùa niệm Phật tinh tấn lắm, tu hành, tại vì lúc đó nó an rồi, lòng nó an ổn rồi, quy về một mối, chồng con đều cũng thuận hết. Nhưng bây giờ tự nhiên đến chùa với một cái tâm không ổn định, người thì sai lướt khước, nói năng thì vô chừng vô độ, thì mình biết ngay phiền não nó ở ngay trong cuộc sống giữa gia đình và từ những giềng mối quan hệ của chúng ta, nhất là người thân, là vợ với chồng, con cái, trong những giềng mối đó thôi. Cho nên tu tập chúng ta cũng phải tu theo hoàn cảnh. Mình nghĩ là mình tới chùa mình tu, nhưng mà một tháng, xin lỗi quý vị, đi tới chùa được bao nhiêu lần? Và cho Phật tử nào siêng năng lắm là một tháng 4 lần, 4 ngày Chủ nhật, phải không? 4 ngày Chủ nhật đi 4 chùa tu các đạo tràng. Thầy biết bây giờ là nhiều chùa mở đạo tràng tu tập đó, cũng là một cái nhân duyên tốt cho Phật tử tới để tu tập. Thì một tuần chúng ta tới ngày. Tất cả những cái sự tu tập của chúng ta, quý vị tính đi, tinh tấn lắm, thầy nghĩ một tháng mình tu 4 ngày, còn lại 26 ngày chúng ta tu ở đâu? Ở gia đình, ở nhà. Chúng ta ở ngay cái lò lửa đó, ở ngay cái gốc phiền não đó, ở ngay cái chỗ mà mình bực mình ở đây, giống như cái địa ngục, phải không? Khi vui vẻ thì mình cho đó là thiên đường,
khi khổ sở phiền não thì mình kêu trời than đất, trời ơi sao tôi khổ vậy, tôi ở trong cái nhà này giống như ngục tù. Có không mấy bác? Có than vậy không? Khổ quá không biết làm sao cho nên chúng ta nói như vậy. Nhưng thử hỏi bây giờ chúng ta có thoát ra khỏi cánh cửa ngục tù đó không? Vô chùa tu là không được rồi. Thậm chí tới đạo tràng niệm Phật như anh này nghe thuyết pháp đó cũng là khó khăn lắm chứ không phải đơn giản. Cho nên quý vị phải có một nhận định rõ ràng rằng phiền não giữa những quan hệ của người thân và tu tập ngay nơi đạo tràng của gia đình. Tới đạo tràng ở trong chùa chỉ tiếp sức thôi, thêm định lực, thêm nghị lực và thêm phước lực cho chúng ta để mình có đủ sức để mình về gia đình chúng ta tu tập. Hay nói đơn giản tới chùa là để sạc pin. Để sạc pin phải không? Đó. Mình tới mình tu tập một ngày có người còn không tắt điện thoại được mà. Còn phải lo chuyện này còn lo chuyện kia. Quý vị biết ở chùa thầy kìa, tu một ngày nha, là đa phần Phật tử ở xa tới đó. Mà 3 giờ chiều á, thầy đứng ngoài sau lưng thầy còn nghe có cái cô đó gọi điện về nhà: mày bao cho tao cái lô đó liền, nghe sắp sổ số rồi đó. Tao thấy con bướm đậu lên tay áo ông thầy đó. Gớm không? Mai là con bướm nó đậu chứ con bồ cạp đậu rồi, đánh số mấy? Trời ơi, đi tu mà còn đánh số đề. Mà 3 giờ chiều thầy đứng ngoài sau lưng á, thầy nghe hết. Mà gọi điện mà rầm rầm, tại vì đạo tràng thì đông người cho nên nói chuyện lớn cho gia đình nghe, tại nói gấp mà. Mà lén lén nói nữa, tại cái thất của thầy là tuốt ở phía sau. Cái thất của thầy phía sau đó là nó gần với cái khu vệ sinh nữa, cho nên đi ra ngoài sau đó gọi điện nói lớn, thầy nghe, thầy đi ra. Thầy ra thầy thấy, trời ơi, la rầm rầm, cái tự nhiên quay lại gặp thầy: Ai Di Đà Phật, không có gì đâu, có xin xin không? Trời ơi, lúc mà kêu gọi điện mà bao lô đó thì nói chuyện mạnh mẽ, nói chuyện mà thầy thấy giống như là diệt tiệt sư thái ở Nga Mi Sơn phái xuống núi vậy. Còn quay lại cái Ai Di Đà Phật làm như tu hành tinh tấn lắm. Để quý vị thấy được rằng sự tu tập của chúng ta nó mong manh lắm, nó không đủ cơ duyên. Đó là mình phát tâm đó. Chưa kể tới mình vô trong đạo tràng mình tu tập còn có những tình trạng ma cũ ma mới nữa. Có không? Nó có người gật đầu liền kìa. Ma cũ ma mới thì cũng sanh tử hết ráo, cho nên mày là ma đi rồi mày ở đây. Có một bác đó đi tới chùa thầy tu tập mà xuống tìm ngay thầy mắng vốn á. Mắng vốn á nha. Con hỏi thầy nè, con già cả rồi, con đi vô toilet vậy mà cái cô đó nhất định chặn con lại 1 phút không cho con vô, mà con hỏi thầy con già con nín đâu có được. Thầy tưởng đâu gặp thầy để hỏi chuyện gì, té ra thắc mắc về cái chuyện đi vệ sinh tại sao bị chặn. Thầy hỏi tại sao vậy? Nó đó đó cái cô đó đó, cô nói cổ làm việc ở đây lâu rồi cho nên giờ bác chờ 1 phút đi. Thầy phải dẫn thầy đi tới gặp cái cô đó để xử tội cô đó. Trời ơi, bà già dữ ghê sợ. Thầy mới tới thì cái cô đó, cô nói dạ thưa thầy, tại vì con đang xịt nước cho nên nó trơn, con mới nói bác chờ 1 phút để con quét cho xong rồi bác đi vô. Tại vì cái toilet là phải đổi dép ra chứ không thôi là đi nó trơn. Vậy mà bà không chịu đó, mà bà la rồi, bà nói trời ơi tôi nín đâu có được. Kéo tới thầy trụ trì để mắng vốn. Thầy nói thôi bác, không sao đâu, mai bốt mà bác có muốn đi đó thì bác đi xuống. Bác nói là bây giờ bác lớn tuổi rồi chứ bác đừng có la, thì người ta cũng sẽ dẫn bác đi vô thôi. Tại vì bơm nước á, xịt nước nó mạnh lắm, vì quy định là 30 phút bơm nước xịt một lần, xả hết toàn bộ khu toilet đó cho nó sạch, rồi nước rồi phải quét. Còn cái bà kia còn dữ hơn nữa quý vị biết, ở Cần Thơ thì đạo tràng chùa thầy tu tập á, ở đây không biết ni sư có cho đăng ký không, ni sư mấy sư có cho đăng ký không, ở chùa thầy là phải đăng ký tu á, tại vì số lượng đông á, đăng ký để mình biết để mình lo cái vấn đề thức ăn tới 2-3 ngàn người. Thì lúc đó là 10 giờ, có một phái đoàn ở Cần Thơ đi 200 người đi tới thì cái xin tu luôn rồi cái ăn cơm. Mà quý vị biết 200 người thì đâu phải là 20 người,
làm sao mà làm thức ăn kịp, cho nên phải chuẩn bị 2.500 phần ăn cho hành giả trước, rồi cái phần đó làm sao, nhưng mà cũng nhanh thôi chứ không có trễ. Thì khi dọn cho phần cử ăn thì cũng bắt đầu là dọn cho bên đó, mà có cái bà đó, bà la: "À, tao nói cho tụi bay nghe, tự hậu nghe không, từ đây sắp tới đứa nào mà rủ tao đi chùa tao chửi cha." Trời ơi, nói vậy thầy mới đi ra, thầy gặp thầy một bà già. Bà già nghe ăn trầu, nghe ăn trầu mà xỉa cục rút xỉa chà bá vậy, là đẩy qua đẩy lại vậy mà nghe, trời ơi, cái mặt này thấy không có hiền, dữ quá, cỡ khoảng 65-66 tuổi gì thôi. Thầy nói: bác đói bụng hả, bác ngồi chờ chút xíu đi." Cái thầy mới nói với mấy chú lấy nước ra uống, thầy rót, mấy chú rót một ly nước trà, bà ấy nóng mắt dịch luôn cho uống nước trà. Trời ơi, bà nói với thầy vậy đó. Cái xong thầy nói: "Thôi lấy cho bác ly nước trà đá." Cái bà nó già rụng răng hết, của nước đá gì. Trời ơi, cái gì bà cũng không chịu hết trơn á. Thầy nói: "Bác ngồi chút xíu đi, rồi để dọn cơm cho bác ăn." "Cảm ơn, nhịn đói quen rồi." Thầy hỏi: "Bây giờ bà muốn cái gì?" Nín. Mình hiền á, bà làm tới thì giữ lên cái bà nín liền. Tại vì bà chưa bao giờ thấy thầy hung dữ. Mà thật sự thầy giữ không có được, tại vì cái mặt thầy nó hiền lành mà. Thầy nói: "Bác đi trễ, bác chờ chút xíu thôi, có cơm ăn, chứ bây giờ đã 200 người là nấu không có kịp bác. Bác thấy không, bác kêu nấu gói mì, con của bác nấu nhanh nhất cũng là 5 phút. Một gói mì, bây giờ 200 gói mì bác nhân lên đi là bao nhiêu phút. Mà bác chờ có 1 tiếng đồng hồ chứ có cái gì đâu. Thầy biết bác là ở Cần Thơ đi xa, tức là đi từ 2-3 giờ sáng, đói bụng thì thôi thì đói rồi, chờ chút xíu chứ giờ bác la vậy rồi bác có hết đói không?" Đó. Có này ở chùa mình tới đây mình tu tập, bác kham nhẫn một chút đó chính là tu tập. Thôi kỳ sau đó bác có tới, bác chịu khó bác gọi điện tới chùa chừng nửa tiếng thôi, chùa nấu cơm mà chờ bác tới dọn cho bác ăn nha. Quý vị biết bà làm gì không? Ngọt quá ha. Ý như mấy bà hội đồng ở quê, thầy mới nói: "Bác à, bác vô chùa mà vậy chứ ở nhà chứ không biết con dâu nào chịu nổi với bác." Bà nói: "Con nói thiệt với thầy, tôi nói thiệt với thầy, tiếng trước chứ tiếng sau tôi giả chạc vô mặt." Quen. Cái này phải nói là cái tập khí nó quen. Quen từ nhỏ tới lớn. Bà được nuông chiều, thầy biết ngay đây là tiểu thơ. Bà là tiểu thơ rồi lớn lên rồi được chồng chiều, rồi ngồi trên nhung lụa, cho nên giơ tay sỉ ra là phải có người răm rắp nghe theo. Bà quen rồi. Cho nên thầy mới suy nghĩ một câu: "Bác này mình phải xuất chiêu." Thầy nói: "Bác, con của bác là vàng là ngọc, còn con gái người ta về làm dâu bác là dịch là gà." Thầy nói: "Bác ơi, lớn tuổi rồi, mà hãy lớn tuổi là có nghĩa gần với cái bệnh, gần với cái chết, gần đất xa trời rồi. Sống để cái đức lại cho con cháu nó thương, chứ nó không thương nó xa lánh đó, bác là người khổ hơn mấy đứa con. Có một lúc bác sẽ cảm thấy cô đơn, con cái nó không dám tới gần, tại vì bác khó khăn quá." Ở đây thầy nói khó khăn là nói lịch sự thôi, chứ thực sự là bác quá hung dữ. Nó ra ngoài đường nó cũng sẽ nhục nhã với bạn bè, tại sao mình phải là con của một bà mẹ quá hung dữ. Bắt đầu thầy xuống giọng nam ai: "Bác cứ nghĩ đi, mình có đứa con ngoan mình tự hào, mình có đứa con hư mình cũng mắc cỡ, thì con của mình nó cũng có những cảm xúc y như mình vậy đó. Có một người mẹ nhân từ đạo đức, nó sẽ hãnh diện với đời. Và ngược lại, có một bà mẹ quá ư là nghiêm khắc ác độc thì nó sẽ không dám tiếp xúc với ai." Bà nói: "Trời, sao thầy nói giống nhà con quá vậy. Mấy đứa nó cứ ru rú trong nhà, nó không dám bước chân ra đường, nó không dám gặp ai chứ. Con hỏi nó làm sao, nó không muốn gặp, nó gặp nó xấu hổ lắm." Là bác nghĩ đi, bác đẻ ra con của bác, bác nói nó chỉ dạ trước mặt thôi, sau lưng nó không nghe, nó không làm theo, nó né luôn, nó để cho vợ nó muốn làm gì làm. Bác nghĩ con làm sao? Rồi còn con gái là né luôn, về ở nhà chồng rồi, con bận rồi mẹ xin lỗi mẹ con không tới được này kia. Cho nên có lúc con cũng thấy buồn lắm thầy. Con ở với con dâu út,
thôi con nghe lời thầy, má mốt con không cay nghiệt với nó nữa. Để quý vị thấy đây không phải là câu chuyện đùa, mà chúng ta thấy được cái tánh khí của con người mà không bỏ được đạo Phật gọi đó là tập khí. Nó quân tập mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít. Chúng ta tưởng là không có, nhưng tới khi chúng ta phát hiện ra thì nó đầy dẫy. Như mình đi ở trong sương, khi qua khỏi cái đám mùi sương áo mình ướt, ướt sũng nước. Dù mà đi trong mùi sương mình không thấy nước. Cái đó đạo Phật gọi là quân tập. Quý vị đã từng đi vô cái hãng nước mắm chưa? Mới vô mình thấy hôi sợ không? Nhưng mà đi chừng 5 phút hết hôi. Nhưng mà mình về nhà rồi đó, ở nhà mà nó ủa mày đi đâu mình mà hôi rành vậy? Tức là cái mùi nước mắm nó xông ướp vô người mà nó thấm vô người mình. Cái đó gọi là quân tập. Cái đó mình không hề biết, không hề hay. Và thậm chí mình còn sống quen với nó kìa, còn chấp nhận với nó nữa. Ai mà can khuyên đó thì mình nó tu vậy đó, chịu không chịu thôi. Mấy chị tức quá có nói câu này không? Mấy cô đó, buồn quá, bực quá, mình nạt ngang à. Tánh tôi vậy đó, ai chịu không chịu thôi. Tôi là con chằn đó, làm gì tôi. Đây là một vấn đề bình thường trong cuộc sống, nhưng nó là một mảnh đất màu mỡ cho phiền não phát sinh. Và chúng ta tu tập mà chúng ta không quán chiếu về những phiền não này thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi phiền não. Nó có lần thầy đi đảo Phú Quốc giảng á, thầy đi vừa bước xuống máy bay thầy thấy hôi quá, hôi nước mắm. Hôi quá chừng là hôi. Nhưng mà đi vòng chừng 5-10 phút cái mình quen, không thấy hôi. Tới khi đi về lại Sài Gòn xuống máy bay, mấy chú đi đón nó, ủa sao người thầy hôi mùi nước mắm quá vậy? Cái đó gọi là quân tập đó. Thầy cái quân tập này từ những thói quen mà chúng ta sống trong cuộc sống này, qua hành động, qua lời nói, qua suy nghĩ, nó mỗi ngày một ít, một ngày một ít hình thành nên tính cách của con người. Và hình thành tính cách có nghĩa là chính thức chúng ta đã tạo nghiệp. Nghiệp thì nó có thiện, có ác, có tốt, có xấu. Và hình thành một thói quen có nghĩa là đã định dạng được con đường bình an hay lối đi đầy trong gai đau khổ của cuộc đời mình. Chính vì lẽ đó, quý vị đừng ngại phiền não mà hãy nhìn thẳng vào phiền não. Trong kinh Đức Phật nó có 84.000 thứ phiền não. Quý vị cứ ngồi buồn buồn mình suy nghĩ đi. Mình suy nghĩ có mình phiền não về những chuyện gì. Thầy nghĩ quý Phật tử ở đây nói chưa có hết những phiền não. Như anh này nó anh có nhiều nhưng mà chỉ có 3 thứ, nhưng mà thực sự nó có nhiều cái tế nhị chúng ta không nói được. Như bác đã nói một thứ không có nhà, đó là một cái mà bức xúc nhất trong cuộc sống hiện nay. Còn nhiều cái nó làm cho chúng ta phải khóc thầm bao đêm nữa kìa. Làm cho mình đi ra đường mà mình không còn tâm trí gì để làm đi chợ mua rau nữa. Phiền não nó nhiều như vậy, nó nhiều vô cùng. Nhưng gom lại thì không có nhiều. Chỉ có 3 thứ, đó là tham lam, sân hận và si mê. Giống như anh này anh bận làm công chuyện thì thực chất đó là gì? Đó là chúng ta muốn có một cuộc sống bình an. Để cho cuộc sống có bình an chúng ta phải đi bươn chải, phải đi kiếm tiền, phải không? Nhưng mà khi chúng ta lao vào cuộc sống đi kiếm tiền thì có khi nào chúng ta muốn mình là người thất bại, muốn mình là cái người thu nhập thấp không? Không. Chúng ta luôn nhìn xung quanh chúng ta về đời sống của họ, về thu nhập của họ, và mình phấn đấu. Điều này tốt, không có gì là sai. Nhưng mà để mình phấn đấu bằng với họ, có khi chúng ta sẽ gây ra những nghiệp bất thiện, và có những suy nghĩ, thậm chí đó là thủ đoạn, là độc ác để chúng ta có được tiền. Đi kiếm tiền nó không có gì là tội lỗi hết. Nhưng mà để có được tiền mà thỏa mãn tất cả nhu cầu trong cuộc sống thì mình trở thành người tạo nghiệp, nó chỉ trong tích tắc. Tiền nó cũng đâu có là cái gì, nhưng nó là một phương tiện rất thiết yếu trong cuộc sống này. Quý vị thấy mình có tiền mình có thể mua được căn nhà,
căn nhà đẹp nữa kìa. Nhưng điều đó có đồng nghĩa với lại khi có căn nhà đẹp là chúng ta có thể có được một tổ ấm không? Cho nên tiền có thể mua nhà chứ chưa chắc mua được một tổ ấm. Quý vị đồng ý không? Tiền chúng ta có thể mua được thuốc, mua được bác sĩ, nhưng chưa chắc chúng ta mua được sức khỏe. Tiền chúng ta có thể mua được một chiếc giường đắt giá, nhưng chưa hẳn chúng ta mua được một giấc ngủ an lành. Tiền chúng ta có thể mua được giáo sư, mua được trường học, mua được hội đồng coi thi, nhưng không bao giờ mua được kiến thức. Đây là một cái điều rất là rõ ràng. Tiền chúng ta có thể mua được tất cả vật chất và có thể mua được cả người mình yêu thương, nhưng điều đó chưa hẳn là chúng ta mua được trái tim của người mình thương. Phải không mấy đứa con còn trẻ? Cho nên hành trình đi kiếm tiền, quý vị phải bình tĩnh và phải biết đủ để đối trị với tâm tham của con người. Và chúng ta phải nhận ra được phía sau của tâm tham là đầy dẫy những phiền não. Không có tiền chúng ta bực bội đủ thứ. Chúng ta muốn mua một cái chiếc xe mới, mình mua một cái bằng máy may cho vợ mình, hoặc giả là mua một cái cặp hay làm gì cho con cái mình cũng khó. Và chúng ta phải làm như thế nào? Rồi chúng ta than trời trách đất, tại sao mình nghèo như vậy. Thực sự mình đâu có muốn nghèo, mà mình biết ngay mình nghèo có nghĩa là mình gieo cái nhân nghèo. Mình phải hiểu được mình gieo cái nhân nghèo từ đâu để mình cải thiện cái nghèo. Chứ còn mình ngồi mình than hoài, rồi bây giờ mình muốn bù vô cho cái nghèo bằng cách là làm những phi vụ này phi vụ nọ để bù vô, cái đó là chẳng khác nào đổ dầu thêm vào lửa, nó bùng cháy hơn. Và chúng ta né tránh sẽ không kịp khi cái ngọn lửa nó bốc cao lên. Tham có đủ thứ hết. Xin hỏi quý vị nè, bây giờ ngay lúc mà vô trong đạo tràng đây ngồi đây, chúng ta có tham không? Xin hỏi quý vị ở đây ngồi trong đạo tràng đây, mình có tham không? Con nó có, con tham gì con nói thầy nghe coi. Dạ Di Đà Phật, bạch thầy là con tham chỗ ngồi. Tham chỗ ngồi là ngồi chỗ nào để nghe rõ, để thấy rõ phải không? Để dạ. Dòm cái mặt ông thầy. Tâm lý mà đi coi hát rồi mà không thấy mặt ca sĩ khó chịu lắm, đi nghe giảng mà không thấy mặt ông thầy là kỳ cục lắm. Không tin con hỏi quý vị ngồi ngoài hành lang cứ chồm qua chồm lại nãy giờ kìa. Nó mà ngặt cái chất tường nó che. Đúng rồi, cảm ơn con. Quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Bản chất vẫn là tham. Ở đây xin phép được nói để quý vị thấy được rằng cái tham này nó không từ một ai và nó len vào trong cuộc sống của mình từ những sinh hoạt rất là bình thường. Đó, xí một chỗ ngồi gần cây cột, gần cái quạt máy, hay chỗ nào có thể nghe rõ thấy rõ, cái đó bản chất vẫn là tâm tham. Bây giờ ngồi vô bàn ăn, thấy không? Nhiều món quá, nhưng mà vì sao lịch sự cho nên chỉ gấp những cái món ở gần mình thôi. Nhưng mà nhìn mấy cái món kia mình tức chết đi được, tại nó xa quá. Không lẽ mình ăn chay trường, trường tới gấp coi giống ai, phải không? Đó. Cho nên mình làm bộ mình gấp, mình mời chị ăn đi, muốn ăn gấp bỏ cho người, thế là bà kia lịch sự mới gấp bỏ lại cho mình. Cái này kinh nghiệm nó rõ ràng lắm. Con làm thầy đi nhập thất, thầy kể nhiều đạo tràng nghe đấy. Thầy nhập thất quý vị biết á, là ăn ngày một bữa mà đơn giản đạm bạc lắm. Tới cái bữa ra thất á, thì thị giả bưng tới một ly sinh tố với một ly nước lạnh. Lịch sự thầy phải lấy cái ly nước lạnh thầy uống, nhưng mà con mắt thầy đâu có rời ly sinh tố. Mình uống ly nước lạnh là để cho mình trở thành một cái người dễ thương trước mặt công chúng. Mình phải là cái người mô phạm, cái người đàng hoàng phong sinh tố. Mình đâu có thèm uống nước lạnh thôi. Nhưng mà cái tâm của mình nó có rời ly sinh tố đâu. Tham chứ là cái gì nữa, phải không? Mình uống nước lạnh thôi. Mình uống xong á, mình phải trông cho quỷ nó đi chứ. Khuất cái mình bưng ly sinh tố mình uống cái ọt, uống hết liền.
cái tham nó vi tế tới cái mức như thế. Nó nhỏ tới mức chúng ta không phát hiện ra nó. Nhất là mấy đứa con gái còn trẻ trẻ nè, mấy đứa con thể hiện cái tham nó nhiều lắm. Thí dụ như mua áo quần, vô cái shop người ta có mấy trăm bộ áo quần mua không được bộ nào hết trơn, về nó trời ơi không có đồ mình mua. Thực ra là gì? Là điệu. Bản chất của điệu là tham. Cái tham đó nó đẩy chúng ta biểu hiện ra bên ngoài.